Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza-Palestine tiếp tục leo thang. Bộ Y tế Palestine cho biết tính từ ngày 7 tháng 10, xung đột Israel-Hamas đã khiến 2.808 người Palestine thiệt mạng và 10.859 người bị thương. Trong khi đó, Israel nói rằng, theo thống kê mới nhất, số người Israel thiệt mạng do cuộc tấn công rocket và xâm nhập bất ngờ của Hamas vào hôm 7 tháng 10 là hơn 1.400 người và khoảng 3.500 người bị thương. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã cảnh báo một cuộc chiến lâu dài với nhóm Hamas đang ở phía trước. Ông Gallant nhấn mạnh, đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Cái giá phải trả sẽ cao, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng cho Israel, cho người dân Do Thái và cho những giá trị mà chúng ta tin tưởng. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh truyền thông đưa tin Israel ngày 16 tháng 10 vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào dải Gaza. Đài CNN dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Palestine cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một khu dân cư ở thành phố Rafah, phía nam dải Gaza. Bộ này cho biết cuộc không kích xảy ra mà không có cảnh báo trước từ lực lượng phòng vệ Israel. Israel chưa bình luận về vụ việc. Hãng tin Ai Cập Badamas cũng đưa tin rằng Israel đã tấn công khu vực cửa khẩu biên giới Rafah giữa dải Gaza và Ai Cập, nơi tập trung của hàng trăm người Palestine muốn vào được Ai Cập, theo Badamas. Đây là lần thứ tư Israel tấn công vào khu vực này kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Sinbad của Israel, ông Ronan Bar thừa nhận cơ quan này đã thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Hamas. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của nhóm Hamas cho biết đã bắn một loạt tên lửa vào các thành phố Jerusalem và Tel Aviv trong ngày 16 tháng 10 để đáp trả việc Israel nhắm mục tiêu vào dân thường. Tờ Al Jazeera đưa tin báo động không kích rền vang tại hai thành phố trên trong ngày qua. Ông Abu Oaida, người phát ngôn của lữ đoàn Al-Qassam, nói rằng Hamas đang giam giữ từ 200 đến 250 con tin từ Israel. Theo ông Abu Oaida, lữ đoàn Al-Qassam đang giữ khoảng 200 con tin và số con tin còn lại do các nhóm khác ở dải Gaza bắt giữ. Người phát ngôn lưu ý rằng lữ đoàn Al-Qassam sẽ thả các con tin mang quốc tịch nước ngoài khi có cơ hội trên thực địa và cho biết Al-Qassam cam kết bảo vệ các con tin. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ công dân nước ngoài nào phục vụ trong quân đội Israel sẽ bị coi là kẻ thù trực tiếp của Hamas. Hamas ngày qua cũng kêu gọi Ai Cập mở cửa khẩu Rafah để viện trợ có thể vào Gaza. Israel ngày qua cũng đã kích hoạt kế hoạch sơ tán cư dân trong phạm vi 2 km gần biên giới Lebanon sau các cuộc đấu súng giữa lực lượng phòng vệ Israel và nhóm Hezbollah. Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào 5 vị trí của Israel. Theo Bộ Quốc phòng Israel, người dân ở khu vực trên sẽ được sơ tán đến các nhà khách của nhà nước. Trong một diễn biến liên quan, tờ Tehran Times cho biết, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Beirut của Lebanon, Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Adollahian đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với Israel. Ông Ami Adollahian kêu gọi Israel chấm dứt hành động tàn bạo ở dải Gaza, đồng thời nói rằng các nhóm kháng chiến trong khu vực đã đặt tay lên cỏ súng. Iran là cường quốc trong khu vực Trung Đông, đã hỗ trợ nhiều cho Hamas. Iran cũng hậu thuẫn Hezbollah, lực lượng Hồi giáo vũ trang ở Lebanon đang đe dọa sẽ mở mặt trận thứ hai nhắm vào Israel. Theo ông Ami Adollahian, hiện nay các lãnh đạo của các nhóm kháng chiến đã có sự gắn kết. Mọi người đều đã thiết kế các kịch bản và mọi người đều sẵn sàng thực hiện. Trong trường hợp cộng đồng quốc tế, Liên Hợp Quốc và các nhà hoạt động ủng hộ chế độ Do Thái trì hoãn, trục kháng chiến sẽ phản ứng vào thời điểm thích hợp. Ông Ami Adollahian cho biết thêm, trong cuộc trò chuyện với những người lãnh đạo phe kháng chiến, tôi nhận thấy rằng phản ứng của phe kháng chiến sẽ có vai trò quyết định làm thay đổi bản đồ hiện tại của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông Ami Adollahian cũng không loại trừ việc mở một mặt trận mới trong tình hình nóng bỏng hiện nay. Ông cảnh báo, về việc mở ra các mặt trận mới, tôi phải nói rằng mọi khả năng đều phụ thuộc vào diễn biến trên thực địa. Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel cũng bày tỏ quan ngại khả năng Iran trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS ngày 15 tháng 10,
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đề cập đến khả năng xảy ra một mặt trận giao tranh mới ở biên giới Israel-Lebanon. Theo ông Sullivan, không thể loại trừ khả năng Iran sẽ chọn tham gia trực tiếp theo một cách nào đó. Đó là lý do tại sao Tổng thống Joe Biden hành động nhanh chóng và dứt khoát, điều một tàu sân bay vào phía đông Địa Trung Hải, đưa chiến đấu cơ đến vùng vịnh nhằm gửi một thông điệp rất rõ ràng tới bất kỳ quốc gia nào hoặc bất kỳ chủ thể nào muốn tìm cách khai thác tình hình hiện nay. Những ngày qua, giao tranh giữa lực lượng phòng vệ Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon tiếp diễn với hàng loạt vụ nổ súng cối và pháo kích giữa hai bên. Israel phải sơ tán dân cư ở khu vực biên giới với Lebanon. Trong bối cảnh bạo lực leo thang, xuất hiện những lo ngại về việc Hezbollah có thể kích hoạt cuộc chiến chống Israel. Theo nhiều nhà quan sát, kịch bản hay có thể giảm bớt áp lực cho nhóm vũ trang Hamas và dân thường ở dải Gaza, nhưng sẽ tàn phá Lebanon và gây tổn thất nặng nề với Israel. Hezbollah, đảng của Chúa, là một nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Shiite do Iran hậu thuẫn, được thành lập vào năm 1982 để chống lại sự chiếm đóng của Israel ở miền nam Lebanon. Hezbollah cũng là một đảng chính trị lớn có ảnh hưởng nhất trong hệ thống chính trị mang tính giáo phái của Lebanon. Theo hãng tin Al Jazeera, nhóm này thường được mệnh danh là một quốc gia bên trong một quốc gia nhờ vào mạng lưới chính trị và quân sự rộng lớn. Với sự ủng hộ từ những người Hồi giáo Shiite, Hezbollah được xem là một trong những kẻ thù lớn nhất của Israel trong khu vực. Vào năm 2000, sau gần 20 năm giao tranh chết chóc, lực lượng Israel đã đơn phương rút khỏi miền nam Lebanon và Hezbollah tự tuyên bố mình là quân đội Ả Rập đầu tiên buộc Israel phải nhượng lại quyền kiểm soát lãnh thổ. Vào tháng 7 năm 2006, nhóm Hezbollah bắt giữ hai binh sĩ Israel ở biên giới Israel-Lebanon, động thái dẫn đến phản ứng quân sự lớn từ Israel. Hai bên sau đó đã tiến hành một cuộc chiến kéo dài 34 ngày, khiến hơn 1.100 công dân Lebanon và 165 người Israel thiệt mạng. Cuộc chiến kết thúc mà không rõ Hezbollah hay Israel là bên giành chiến thắng, nhưng chắc chắn người thua cuộc là dân thường Lebanon. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Israel đã phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 30.000 ngôi nhà, 109 cây cầu và 78 cơ sở y tế ở Lebanon. Al Jazeera dẫn lời ông Nicholas Blanford, chuyên gia về nhóm Hezbollah của Hội đồng Đại Tây Dương, Tổ chức Tư vấn Chính sách Mỹ, cho biết rằng trong cuộc chiến năm 2006, nhóm Hezbollah có từ 3.000 đến 5.000 chiến binh và tấn công Israel bằng tên lửa tầm ngắn. Theo chuyên gia này, sau 17 năm, khả năng quân sự của Hezbollah đã cải thiện đáng kể. Tôi nghĩ Hezbollah ngày nay có khả năng gây thiệt hại lớn nhất cho Israel, ông Blanford nhận định. Ông Blanford ước tính Hezbollah hiện có khoảng 60.000 chiến binh, bao gồm cả chiến binh dự bị. Kho dự trữ tên lửa của nhóm này cũng tăng từ 14.000 năm 2006 lên khoảng 150.000 hiện nay. Hầu hết là tên lửa tầm ngắn, nhưng cũng có tên lửa dẫn đường chính xác với tầm bắn 2.300 km do Iran sản xuất. Vị chuyên gia nói thêm rằng Hezbollah đã huấn luyện một đơn vị lực lượng đặc biệt để xâm nhập Israel trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Chuyên gia chính sách đối ngoại Mỹ gốc Lebanon, bà Randa Slim, giám đốc chương trình xung đột và giải pháp tại Viện Trung Đông, Trung tâm Văn hóa và Cố vấn Phi lợi nhuận, Phi đảng phái ở Mỹ nhận định rằng, trong vài năm qua, khả năng chiến đấu của Hezbollah đã cải thiện đáng kể khi nhóm này tham gia vào một cuộc nội chiến ở Syria và về phe Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Giới phân tích có những đánh giá khác nhau về nguy cơ bạo lực giữa Israel-Hezbollah leo thang thành xung đột. Bà Slim cho rằng, dù bạo lực biên giới giữa Israel và Hezbollah không phải là điều bất thường, nhưng trong bối cảnh hiện tại, nguy cơ leo thang là rất cao. Theo bà, việc Hezbollah có quyết định mở mặt trận chống lại Israel hay không tùy thuộc vào tình hình ở dải Gaza nếu Hamas sắp bị tiêu diệt. Hezbollah có thể tham gia, vị chuyên gia nhận định. Trong khi đó, ông Blanford tin rằng Hezbollah sẽ kiềm chế. Ông giải thích rằng Hezbollah đóng vai trò là lực lượng ngăn chặn chính, chống lại bất kỳ kế hoạch nào có thể xảy ra của Israel nhằm tấn công Iran. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh. Ông trích dẫn việc Mỹ điều hai tàu sân bay tới gần Israel và thể hiện mục tiêu răn đe các nhóm được Iran hậu thuẫn, có thể khiến Iran hay Hezbollah nóng mặt. Bà Slim cho rằng Hezbollah có khả năng gây ra tổn thất khủng khiếp cho Israel, nhưng vẫn sẽ bị Israel áp đảo. Vị chuyên gia tin rằng nhóm Hezbollah có thể duy trì một cuộc tấn công vào Israel nhằm tàn phá cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay và các mạng lưới điện lớn, nhưng cuối cùng Israel có thể biến phần lớn Lebanon thành đống đổ nát. Bà cảnh báo, nếu xung đột bùng phát, Israel có thể sử dụng học thuyết Dahiya,
cho phép nước này tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của các đối thủ để đáp trả hành động gây hấn chống lại Israel. Nếu kịch bản trên xảy ra, một cuộc khủng hoảng thật sự sẽ xảy ra ở Lebanon, đất nước vốn đang chịu những vấn đề kinh tế và chia rẽ chính trị. Khi đó, Hezbollah sẽ không chỉ phải đối đầu với Israel mà còn phải ứng phó một cuộc xung đột nội bộ với những người Hồi giáo dòng Sunni ở phía bắc Lebanon. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CNN, khi được hỏi liệu Israel có kế hoạch kiểm soát dải Gaza hay không và liệu những người Palestine sơ tán khỏi khu vực này có được phép trở lại hay không, Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog cho biết Israel không muốn chiếm hoặc tái chiếm Gaza và không mong muốn cai quản cuộc sống của hơn 2 triệu người Palestine. Tuy nhiên, đại sứ Israel tại Mỹ nhấn mạnh mục tiêu của Israel là nghiền nát cuộc máy chiến tranh của Hamas. Bình luận của các nhà ngoại giao Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel không nên kiểm soát dải Gaza. Ông Biden cảnh báo việc Israel kiểm soát Gaza sẽ là một sai lầm lớn. Tổng thống Mỹ trước đó cũng kêu gọi Israel kiềm chế trong các hành động đáp trả Hamas sau khi lực lượng này tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào Israel. Các cuộc giao tranh dữ dội đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở cả Israel và dải Gaza. Người phát ngôn cho nhánh quân sự của Hamas Abu Obeidah cho biết việc Israel chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza không làm chúng tôi sợ hãi và chúng tôi sẵn sàng cho điều đó. Ông Obeidah cho biết lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam của Hamas đang giam giữ 200 người kể từ sau cuộc tấn công dữ dội vào miền nam Israel vào hôm 7 tháng 10. Khoảng 50 người khác bị giam giữ trong tay các phe phái kháng chiến khác và ở những nơi khác. Theo các quan chức Israel, hơn 1.400 người đã thiệt mạng ở Israel trong vụ bùng nổ bạo lực bắt đầu từ vụ tấn công của Hamas vào sáng sớm ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, gần 2.800 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trả đũa của Israel vào dải Gaza, theo các quan chức Hamas. Iran, nước hậu thuẫn lớn cho Hamas, ngày 16 tháng 10 cũng cảnh báo về khả năng có hành động phủ đầu chống lại Israel trong những giờ tới, khi Israel chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza, Iran tán thưởng cuộc tấn công của Hamas nhưng khẳng định không liên quan. Hezbollah, một lực lượng vũ trang khác do Iran hậu thuẫn hoạt động tại Liban, nước tiếp giáp với phía bắc Israel, đang có các cuộc đọ súng với Israel tại biên giới, làm dấy lên lo ngại Israel sẽ phải đối đầu với cuộc chiến hai mặt trận nếu quyết định tấn công dải Gaza. Sau nhiều ngày hứng không kích từ Israel, dải Gaza chứng kiến thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Điện, nước, thuốc men, nhu yếu phẩm dần cạn kiệt. Ngày 16 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dải Gaza sẽ bị đẩy tới thảm họa thực sự nếu viện trợ không đến trong vòng 24 tiếng nữa. Bên cạnh đó, nguy hiểm giao tranh khiến ngày càng nhiều người dân tại dải Gaza tìm cách rời vùng đất này nhưng không thể. Lý do, vùng đất 2,3 triệu dân này bị Israel phong tỏa toàn diện sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Theo đài NBC News, dân thường tại dải Gaza có hai cửa khẩu chính để ra vào vùng đất này. Thứ nhất là cửa khẩu Erez, nối phía bắc dải Gaza với Israel. Cửa khẩu còn lại là Rafah. Cả hai cửa khẩu này thường xuyên đóng cửa trong nhiều năm qua. Ngoài ra, dải Gaza còn nối với Israel thông qua cửa khẩu Kerem Shalom. Đây là điểm giao thương hàng hóa duy nhất giữa Israel với dải Gaza. Cửa khẩu Rafah được xem là con đường duy nhất để đi từ dải Gaza sang Ai Cập. Trong bối cảnh Israel tuyên bố phong tỏa toàn khu vực dải Gaza, cửa khẩu Rafah đóng vai trò là lối thoát cuối cùng của người dân dải Gaza và là cánh cửa duy nhất nối khu vực này với phần còn lại của thế giới. Trả lời NBC News, bà Mai Abu Saban, một công dân Mỹ gốc Palestine cho biết bà đã đi qua cửa khẩu Rafah 10 lần. Tuy nhiên, ngay cả trong những điều kiện tốt nhất, việc đi qua cửa khẩu này không đơn giản như nhiều người tưởng. Bà Abu Saban cho biết, khu vực tiếp giáp giữa Ai Cập và dải Gaza không giống như biên giới giữa Mỹ và Mexico. Nơi này không đáng tin cậy, nó nguy hiểm và không ổn định. Năm 2021, sau khi đàm phán với các nhà lãnh đạo chính quyền Palestine và chính quyền tại dải Gaza, Ai Cập đã quyết định mở cửa khẩu Rafah vô thời hạn. Tuy nhiên, cửa khẩu Rafah đã không hoạt động kể từ tuần trước sau khi Hamas tấn công Israel và phía Israel không kích trả đũa nhiều khu vực trên dải Gaza. Ông Hellier, chuyên gia về an ninh và địa chính trị tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, cho rằng cửa khẩu Rafah không hoạt động có thể là do phía Ai Cập lo ngại về việc lượng lớn người dân dải Gaza sẽ đi qua nước này. Theo ông Hellier, lịch sử cho thấy người Palestine tị nạn ra nước ngoài thường rất ít khi về quê hương mình. Ngoài ra, ông Hellier cũng lưu ý rằng
dải Gaza còn tiếp giáp với Israel qua các cửa khẩu khác. Do đó, ông cho rằng cộng đồng quốc tế có thể đề nghị với Israel mở các cửa khẩu này để tiếp nhận các dân thường. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp tại một trường quân sự, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã so sánh tình hình ở Ai Cập như là một ngôi nhà đơn độc trong khu phố đang bốc cháy. Ông el-Sisi cũng cho rằng, việc tin đồn về việc Ai Cập không tìm cách giúp đỡ người dân dải Gaza là sai sự thật. Tuy nhiên, ông el-Sisi cho biết khả năng giúp đỡ của Ai Cập là có giới hạn. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho biết phía Israel không hợp tác mở lại cửa khẩu Rafah, ám chỉ việc Israel vẫn tiến hành pháo kích gần khu vực cửa khẩu, theo hãng tin Reuters. Trước đó, trả lời CNN vào hôm 14 tháng 10, Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry cho biết cửa khẩu Rafah đã được mở trở lại, nhưng các cuộc không kích đã khiến các con đường dẫn đến cửa khẩu ở phía Gaza không thể hoạt động được. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vẫn đang nỗ lực kêu gọi Ai Cập và Israel khôi phục lại hoạt động của cửa khẩu Rafah. Theo CNN, phía Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán với Israel và Ai Cập về việc đảm bảo lối đi an toàn cho người Mỹ và những thường dân khác ra khỏi Gaza. Người phát ngôn Nhà Trắng ông John Kirby cho biết, quan chức Mỹ kỳ vọng cửa khẩu Rafah sẽ hoạt động trong vài giờ vào cuối ngày 16 tháng 10. Trong khi đó, theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric, cuộc xung đột khiến việc chuyển hàng viện trợ qua cửa khẩu Rafah trở nên rất khó khăn. Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffiths cho biết ông sẽ tới Trung Đông vào ngày 17 tháng 10 để cố gắng hỗ trợ trong các cuộc đàm phán về viện trợ. Anh là một trong những nước có công dân thiệt mạng do xung đột Israel-Hamas. Ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi cả Israel và Ai Cập mở cửa khẩu Rafah để cho phép viện trợ tiếp cận với người dân tại dải Gaza. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA ngày 16 tháng 10 cho biết, dự trữ nhiên liệu tại tất cả các bệnh viện trên khắp dải Gaza dự kiến sẽ chỉ còn đủ dùng trong khoảng 24 giờ nữa. OCHA cho hay, việc các máy phát điện dự phòng dừng hoạt động sẽ đặt tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân vào tình thế nguy hiểm. Theo Cơ quan Cứu trợ Người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc, tình hình tại dải Gaza đang vượt quá khả năng lo liệu của họ, từ không gian trú ẩn, thức ăn, nước uống cho tới hỗ trợ tâm lý cho người dân. Ngày 16 tháng 10 đã là ngày thứ 5 liên tiếp dải Gaza không có điện, khiến các dịch vụ quan trọng như y tế, nước và vệ sinh cũng đình trệ, đồng thời làm mất an ninh lương thực. Người dân trên khắp dải Gaza không có nước sạch để dùng. Đã có hơn 1 triệu người ở Gaza phải di tản theo hướng xuống phía nam, trải từ khu vực trung tâm đến các thành phố Khan Yunis và Rafah. Trong đó, đang có gần 400.000 người đang ở trong các cơ sở cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc. Đau thương hơn, cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết số người thiệt mạng đang gia tăng nhanh đến mức không có đủ túi đựng. Dải Gaza là một dải đất nhỏ hẹp giáp Israel và Ai Cập bên biển Địa Trung Hải. Một phần do vị trí ven biển đáng mơ ước, dải Gaza đã từng bị tranh giành trong nhiều thế kỷ. Nhưng cuộc xung đột hiện đại ở khu vực này chỉ bắt đầu từ năm 1948. Trước thời điểm đó, khu vực ngày nay được gọi là dải Gaza, một vùng đất rộng 365 km2, ôm lấy bờ biển Địa Trung Hải. Nằm dưới sự cai trị của thực dân Anh như một phần của ủy trị Palestine lớn hơn sau Thế chiến thứ nhất. Trong nhiều thế kỷ, khu vực này là nơi sinh sống của đa số người Ả Rập theo đạo Hồi cùng số ít người Do Thái và Cơ Đốc giáo. Nhưng khi người Do Thái ở châu Âu chạy trốn sang Thế chiến thứ hai, dân số Do Thái đã tăng mạnh ở Gaza, một phần cũng nhờ sự ủng hộ của phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ dưới thời Tổng thống Harry Truman, với ý tưởng tìm một quê hương cho người Do Thái. Năm 1947, Liên Hợp Quốc, khi đó mới thành lập, đã thông qua kế hoạch phân chia khu vực này thành một quốc gia Do Thái và một quốc gia Ả Rập. Người Ả Rập Palestine được sự hậu thuẫn của Syria, Liban, Jordan và Ai Cập bác bỏ kế hoạch này vì nó chỉ cấp cho họ chưa đến một nửa đất đai, mặc dù số lượng cư dân Ả Rập đông gấp đôi cư dân Do Thái. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của Israel đã đồng ý với kế hoạch đó và đơn phương thực thi. Vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, ngày quân đội Anh rời khỏi khu vực, các nhóm theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái do David Ben-Gurion lãnh đạo đã tuyên bố Israel là một nhà nước. Cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel đầu tiên nổ ra ngay ngày hôm sau. Lực lượng Ai Cập thiết lập một căn cứ ở thị trấn Gaza và cố gắng đẩy lui quân Israel. Nhưng đến mùa thu năm đó, khu vực họ kiểm soát xung quanh thị trấn chỉ còn dài khoảng 40 km và rộng 8 km. Khi Ai Cập và Israel đạt được thỏa thuận đình chiến vào tháng 2, biên giới của dải Gaza được thiết lập và nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ai Cập.
Gần 1 triệu người Palestine đã chạy trốn hoặc bị trục xuất khỏi nhà của họ trên vùng đất đã trở thành đất của Israel trong năm 1948, trong thời kỳ mà họ gọi là Ôn Nakba hay thảm họa. Mặc dù Ai Cập kiểm soát Gaza, nhưng những người tị nạn Palestine đến giải Gaza không được chính phủ cho phép đi vào phần còn lại của Ai Cập. Mất nhà cửa và sinh kế, khoảng 500.000 người trở nên phụ thuộc vào viện trợ của Liên Hợp Quốc. Gaza tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Ai Cập cho đến khi xảy ra khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956, khi Ai Cập quốc hữu hóa tuyến đường vận chuyển chính này bất chấp Anh và Pháp phản đối. Các tàu của Israel đã bị ngăn không cho đi qua kênh đào cũng như không được sử dụng eo biển Tiran nối Israel với Biển Đỏ. Để đáp trả, Israel đã tấn công Gaza, chiếm giữ giải đất này trong vài tháng trước khi áp lực quốc tế buộc họ phải trao trả lại cho Ai Cập. Mặc dù Israel đã từ bỏ quyền kiểm soát giải Gaza, nhưng nước này vẫn tiếp tục phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển đối với Gaza kể từ năm 2007, gây tổn hại lớn cho người Palestine. Liên Hợp Quốc cho biết vào năm 2009 rằng việc phong tỏa từ cả Israel và Ai Cập đã gây tổn hại cho người Palestine, tàn phá sinh kế và gây ra sự suy giảm phát triển dần dần ở Gaza. Giải Gaza dân cư đông đúc, vốn phụ thuộc rất lớn vào nước, điện và thực phẩm của Israel, sẽ khiến hành động phong tỏa nghiêm trọng của Israel có tác động sâu rộng hơn nữa. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Gaza là thực phẩm, hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng từ Israel và Ai Cập, hai đối tác thương mại chính của vùng lãnh thổ này. Hầu hết trái cây và rau quả tươi của Gaza đều đến từ các trang trại dọc biên giới với Israel. Gaza cũng nhận phần lớn điện từ Israel, mặc dù giải đất này có một nhà máy điện cũ. Khu vực này có nguồn nước ngầm nhưng nhiều giếng đã bị hủy hoại do ô nhiễm và nước mặn. Hơn 90% nước trong tầng ngậm nước duy nhất của Gaza không thể uống được. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông vô cùng đau buồn trước kế hoạch của Israel nhằm bắt đầu một cuộc bao vây toàn diện giải Gaza. Ông Guterres nói với các phóng viên ở New York rằng dân thường Palestine đang bị mắc kẹt và bất lực, đồng thời kêu gọi Israel cho phép các quan chức cứu trợ và hàng hóa nhân đạo tiếp tục được tiếp cận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres báo động rằng xung đột Israel-Hamas đang khiến dải Gaza rơi vào tình trạng khẩn cấp, cạn kiệt điện, nước, thuốc men và các nguồn cung thiết yếu khác. Trong khi đó, các nước lớn trong và ngoài khu vực đang tăng tốc nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn cuộc chiến lan rộng ra toàn Trung Đông. Ông Guterres cho biết Liên Hợp Quốc và các cơ quan nhân đạo khác đã làm việc suốt ngày đêm để chuẩn bị viện trợ cho dải Gaza kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tuần trước. Ở cả hai bên, hàng ngàn người đã thiệt mạng, hàng chục ngàn người bị thương. Riêng ở dải Gaza đã có khoảng 1 triệu người buộc phải di tán khi tình hình nhanh chóng xấu đi và phía Israel cảnh báo đang chuẩn bị tổng tiến công lãnh thổ này. Theo đó, ông Guterres lên tiếng, trong thời điểm nguy cấp như lúc này, khi chúng ta đang bên bờ vực thẳm ở Trung Đông, nhiệm vụ của tôi với tư cách là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là đưa ra lời kêu gọi nhân đạo mạnh mẽ dành cho hai bên. Với lực lượng Hamas, ông Guterres kêu gọi thả ngay lập tức và vô điều kiện các con tin. Với Israel, vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi mở cửa, cho phép viện trợ vào dải Gaza, tạo điều kiện cho các nhân viên cứu hộ vào hỗ trợ dân thường. Người đứng đầu cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, Philip Lazzarini, cũng phát đi cảnh báo về tình hình nguy cấp ở dải Gaza. Ông Lazzarini cho hay, các nhân viên hiện trường của cơ quan cứu trợ và việc làm lúc này không còn nguồn lực để hoạt động và sự hiện diện của Liên Hợp Quốc ở đây dần không còn ý nghĩa. Nếu tình hình này kéo dài, chắc chắn sẽ xảy ra khủng hoảng lương thực và thuốc men trên diện rộng. Người đứng đầu cơ quan này thậm chí còn cho biết túi đựng xác lúc này cũng khan hiếm do lượng người thiệt mạng ngày càng tăng. Xung đột Israel-Hamas càng kéo dài, nguy cơ lan ra khu vực càng lớn. Vừa chiến đấu với Hamas, Israel vừa phải đối mặt với đe dọa về nguy cơ xung đột rộng hơn trên các mặt trận mới. Không khó khoanh vùng, đó là lực lượng Hezbollah, hùng mạnh, được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, ở phía bắc Israel và các điểm bùng phát xung đột tiềm tàng ở Syria, theo đài CNN. Một cuộc xung đột toàn khu vực lôi kéo nhiều phe tham chiến là viễn cảnh khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại. Trả lời phỏng vấn đài CBS ngày 15 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel đang phạm sai lầm lớn nếu có ý định chiếm đóng Gaza một lần nữa. Ông Biden nói rằng Mỹ ủng hộ Israel loại bỏ Hamas, nhưng còn vấn đề lớn hơn là tư cách lãnh thổ của dải Gaza cần phải được giải quyết thấu đáo với lộ trình cho một nhà nước Palestine. Lâu nay, ông Biden từng nhiều lần bày tỏ ủng hộ giải pháp hai nhà nước
trong vấn đề Israel-Palestine. Lần này, ông thừa nhận khả năng cao Israel sẽ không còn theo đuổi giải pháp này sau đợt tấn công của Hamas. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến công du thứ hai đến Israel tìm cách hạ nhiệt cuộc xung đột, theo đài CNN. Ông Blinken gần đây cũng đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình tại Trung Đông để hối thúc các bên kiềm chế, nhấn mạnh rằng ngăn chặn xung đột lan rộng là vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về cuộc chiến ở Israel với các nhà lãnh đạo từ Israel, Palestine, Syria, Iran và Ai Cập, theo hãng thông tấn TASS. Trong cuộc gọi với Thủ tướng Netanyahu của Israel, ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng giúp chấm dứt xung đột một cách hòa bình bằng các biện pháp ngoại giao. Trong các cuộc gọi, nhà lãnh đạo Nga đổ lỗi cho sự leo thang hiện nay ở Trung Đông là do sự trì trệ lâu dài trong việc giải quyết xung đột. Ông nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình nhân đạo ở Gaza và sự cần thiết phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa để cung cấp ngay thuốc men, thực phẩm và các viện trợ quan trọng khác cho người dân. Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradollahian cảnh báo rằng sẽ có một hành động phủ đầu từ các nhóm chiến binh Hồi giáo đối với Israel trong những giờ tới, trong bối cảnh Israel chuẩn bị đổ bộ dải Gaza, truyền thông Iran đưa tin. Sau cuộc gặp với thủ lĩnh nhóm Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, Ngoại trưởng Iran nói rằng thủ lĩnh các nhóm kháng chiến sẽ không cho phép chế độ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái hành động theo bất kỳ cách nào họ muốn ở Gaza. Đài CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đã chuẩn bị khoảng 2.000 binh sĩ thuộc thủy quân lục chiến Mỹ để sẵn sàng hỗ trợ Israel khi có mệnh lệnh. Thông tin trên được đưa ra sau khi Mỹ điều hai nhóm tấn công tàu sân bay tới gần bờ biển Israel. Theo đài CNN, với sự xuất hiện của lực lượng này, cùng các tàu chiến Mỹ sẽ gửi thông điệp răn đe từ Washington tới các bên có liên kết với nhóm Hamas. Trong khi đó, Israel đã từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, về việc ông đến Israel để bày tỏ tình đoàn kết với nước này sau cuộc tấn công bất ngờ của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, lực lượng đang kiểm soát dải Gaza, Palestine vào hôm 7 tháng 10. Theo tờ báo, phía Israel đã hồi đáp với phía Ukraine rằng lúc này là thời điểm không phù hợp cho chuyến đi của ông Zelensky, nhưng người đứng đầu chính quyền Kiev được thông báo rằng chuyến thăm có thể diễn ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Ông Zelensky đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 và bày tỏ tình đoàn kết với Tel Aviv. Phần mình, Israel đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua với Nga, cung cấp hỗ trợ nhân đạo nhưng từ chối gửi viện trợ quân sự cho Kiev, động thái mà The Times of Israel nhận định là để tránh chọc giận Nga, quốc gia có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở nước láng giềng Syria. Tổng thống Zelensky được cho là muốn thực hiện chuyến đi cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã đến Israel hôm 16 tháng 10. Đây là lần thứ hai ông Blinken quay lại Israel trong chuỗi hoạt động ngoại giao con thoi của mình tới các nước trong khu vực, với chủ đề chính xoay quanh xung đột vừa bùng phát giữa Israel và Hamas. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Bắc Kinh. Tại cuộc gặp mặt, ông Vương và ông Lavrov thảo luận về tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza-Palestine, kêu gọi các bên ngừng bắn, theo tờ South China Morning Post. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tại các cuộc gặp, ông Vương nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần thực hiện các biện pháp phù hợp để giải quyết xung đột Israel-Hamas và các nước lớn nên đóng vai trò tích cực trong quá trình này. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh lên án mọi hình thức gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành động vi phạm pháp luật quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận rằng, trong cuộc gặp ông Lavrov và ông Vương trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận chi tiết về an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như tình hình xung đột tại Ukraine. Theo South China Morning Post, trong những ngày qua, ông Vương đã điện đàm với các ngoại trưởng của một số nước Trung Đông. Trong các cuộc điện đàm, ông Vương cho biết Trung Quốc ủng hộ sự thống nhất quan điểm với các nước Hồi giáo về vấn đề Palestine, đồng thời khẳng định nước này phản đối những phản ứng thái quá, đặc biệt là các hành động ảnh hưởng đến dân thường. Lực lượng phản ứng nhanh của lính thủy đánh bộ Mỹ đang tiến tới vùng biển ngoài khơi Israel, trong khi Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho binh lính Mỹ triển khai tới khu vực. Động thái này nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực khi Washington nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng. Hai quan chức quốc phòng nắm rõ kế hoạch của quân đội Mỹ cho biết, lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đang được điều động. Họ sẽ triển khai hoạt động
của các tàu chiến và binh lính Mỹ, lực lượng đang đổ về Israel khi Mỹ tìm cách gửi thông điệp răn đe tới Iran và nhóm chiến binh Hezbollah của Liban. Theo các quan chức Mỹ, động thái này nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn lan rộng ra toàn khu vực. Tuy nhiên, động thái này cũng có nguy cơ khiến Mỹ lún sâu hơn vào một cuộc chiến mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cố gắng tránh can thiệp quân sự trực tiếp. Các quan chức quốc phòng nhấn mạnh, Mỹ không có kế hoạch đưa binh lính trực tiếp chiến đấu trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Đây là cuộc chiến mà các quan chức Israel cảnh báo có thể kéo dài và khó khăn. Tuy nhiên, việc lên kế hoạch và triển khai lực lượng đã cho thấy hình thức hỗ trợ mà Mỹ có thể cung cấp cho Israel, bao gồm quản lý hậu cần ở xa tiền tuyến và cung cấp hỗ trợ y tế. Các chuyên gia cảnh báo, sự hỗ trợ này có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, vốn có thể phức tạp và đẫm máu. Các quyết định này cũng được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông, bao gồm việc triển khai tàu sân bay thứ hai tới phía đông Địa Trung Hải, gia nhập nhóm tàu sân bay tấn công USS Ford được điều động từ trước và gửi máy bay chiến đấu của không quân Mỹ tới khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!